Xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cá tường Sau đây, mời các bạn cùng đuốn xem Tử vi tuổi thìn tháng 9 âm lịch năm 2020 Về phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và cẩm nang vượng vận Mời các bạn cùng đuốn xem nhé theo tử vi tháng 9 năm 2020 âm lịch tuổi Thìn, bản mệnh sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn trong cuộc sống, may là bạn luôn giữ được tâm thái lạc quan, tích cực. Người tuổi Thìn phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối diện với đủ loại khó khăn trong tháng 9 âm lịch này, nhưng cuộc đời bạn vẫn không phải toàn là tăm tối, vì vậy, điều cần thiết nhất là hãy giữ một tâm thế lạc quan, không sợ hãi khó khăn, bởi đâu khác có đó, mọi chuyện sẽ dần dần được tháo gỡ thôi trên phương diện sự nghiệp theo tử vi do phải chịu tác động xấu của cục diện thìn tuất tương xung mà bạn sẽ vướng phải nhiều vấn đề trong khoảng thời gian này các mối xã giao thường xuyên xảy ra vấn đề khiến công việc cũng gặp rắc rối theo tuy nhiên trước khi đổ lỗi cho người khác bạn cần xem xét lại chính bản thân mình xem mình có tật xấu nào cần phải sửa đổi không có thể một phần là vì bạn quá bướng bỉnh nóng nảy nên mới khiến các mối quan hệ trở nên căng thẳng trên phương diện tiền bạc bạn chớ nên bốc đồng làm theo ý mình không chịu nghe theo lời khuyên can của người khác bạn là người có năng lực hành động và quyết đoán thật đấy tuy nhiên đôi khi bạn không nhận định được rõ ràng tất cả mọi vấn đề đó chính là lúc bạn cần bình tĩnh dừng lại và suy nghĩ mọi việc cặn kẽ hơn thêm vào đó đại hao cũng là dấu hiệu cảnh báo bạn chú ý nhiều hơn trong chi tiêu chớ phung phí tiền cho những việc không cần thiết trên phương diện tình cảm mối quan hệ của bạn và người ấy cũng không được như ý muốn hai người có thể cãi cọ tranh chấp vì nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống gia đình mỗi khi vấn đề xảy ra bạn cần chủ động và tích cực hơn trong việc hòa giải với người ấy tối kỵ tư tưởng bỏ mặc mọi chuyện ra sao thì ra thậm chí là ngoại tình Tuy nhiên, trong tháng này có nguyệt lệnh quan đới và các tinh giải thần phù trợ nên những khó khăn mà bạn phải đối mặt cũng giảm bớt được phần nào. Hãy suy nghĩ tích cực nhé, bởi chỉ cần cố gắng không ngừng thì mọi khó khăn sẽ dần qua đi, bạn sẽ dần thấy lại được những tia hy vọng thôi. Tử vi tháng 9 năm 2020 tuổi thìn âm lịch sự nghiệp. Xem tử vi tháng 9 năm 2020 âm lịch tuổi Thìn, cục diện tương xung mang lại nhiều tác động không tốt đến sự nghiệp của bản mệnh, mà thực chất nguồn cơn của mọi vấn đề lại tới từ chính bản thân bạn. Những thành tích trước đây trong công việc khiến bạn trở nên vô cùng tự tin, thậm chí là kiêu ngạo. Chính vì vậy mà bạn luôn tự cho rằng mình là đúng, bướng bỉnh, không chịu thỏa hiệp với người khác thêm vào đó tính cách nóng này cũng khiến bạn luôn một mực làm theo ý mình và nói năng không kiêng nể người khác bạn nên ý thức được rằng chẳng có ai là luôn luôn đúng dù có tài giỏi hay tinh tường đến mấy bạn cũng cần phải khiêm tốn lắng nghe ý kiến của mọi người nhất là khi quan điểm của bạn bị nhiều người phản đối nhiều khi người ngoài cuộc sẽ có cái nhìn tinh tường và khách quan hơn bạn nhiều khi mắc lỗi bạn cũng cần phải thẳng thắn thừa nhận không nên đổ lỗi cho người khác người khác sẽ không chê cười nếu bạn thành khẩn thừa nhận lỗi sai còn nếu cứ tìm cách trốn tránh trách nhiệm bạn sẽ làm hình ảnh của mình xấu đi trong mắt mọi người đấy may mắn có quan đới nâng đỡ bạn luôn giữ được tinh thần lạc quan tích cực chủ động trong công việc của mình dù có gặp phải rắc rối bạn cũng sẽ tìm cách khắc phục chứ không bị động ở yên một chỗ than thân trách phận điều bạn cần rèn luyện bây giờ là sự chân thành, khiêm nhường trong các mối quan hệ với mọi người mà thôi. Nếu biết cách khắc phục lỗi sai, mọi việc sẽ dần dần có xu hướng được cải thiện hơn vào cuối tháng. Sao tốt giải thần xuất hiện sẽ hóa giải được nhiều vận hạn, giúp bạn vươn lên khẳng định bản thân mình. Tử vi tháng 9 năm 2020 tuổi thìn âm lịch tài lộc. Tình hình tài chính của người tuổi Thìn không có nhiều điểm sáng trong tháng 9 âm lịch này, vì vậy nên bạn chớ vội vàng đưa ra bất cứ quyết định nào, nhất là trong các vấn đề đầu tư, mở rộng kinh doanh, mở rộng sản xuất. Bạn không nên hành động theo cảm tính, đặc biệt không nên đi đến quyết định chỉ vì tính sĩ diện hay bướng bỉnh, ngang ngược, muốn chứng tỏ bản thân. Chuyện kinh doanh không phải trò chơi, nếu không muốn tiền bạc đội nón ra đi, bạn không thể đưa ra những quyết định hời hợt như vậy thời điểm này bạn tốt nhất là nên nghe theo lời khuyên của những người giàu kinh nghiệm nguyệt lệnh lâm quan đới cho thấy bạn là người tràn đầy dã tâm và tham vọng dù có gặp phải vô vàn khó khăn cũng không tự cho rằng mình là con giáp số vất vả tuy nhiên bạn cần biết lựa sức mình nếu cứ mải miết chạy theo xu hướng chạy theo những điều không phù hợp với mình hoặc quá sức mình bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy đuối sức và phải bỏ cuộc thôi ngoài ra đại hao còn cho thấy tháng này bạn sẽ phải tốn nhiều tiền trên nhiều phương diện khác của cuộc sống chứ không phải chỉ có đầu tư và kinh doanh nhiều nhu cầu xảy đến bất chợt khiến bạn chỉ còn cách rút hầu bao ra thanh toán vì vậy bạn không nên chi tiêu một cách phung phí khi cầm tiền trong tay điều đầu tiên bạn nên làm là rút ra một khoản dành tiết kiệm hãy học thói quen chi tiêu khoa học bạn mới có thể chủ động khi đứng trước khó khăn Tử vi tháng 9 năm 2020 tuổi thìn âm lịch tình duyên. Chuyện tình cảm của người tuổi thìn cũng không mấy lý tưởng trong tháng 9 năm 2020 âm lịch nhiều mâu thuẫn xảy ra khiến bạn phải đau đầu ứng phó, thậm chí một vài người còn cảm thấy bế tắc, muốn tìm thú vui bên ngoài. Trong chuyện tình cảm gia đình, bạn cập phải xem lại chính bản thân mình có thể chính bản tính cứng cỏi không chịu thua ai không chịu cúi đầu khiến mối quan hệ giữa hai người càng trở nên căng thẳng hơn bạn không nên tìm cớ để bao biện cho những lỗi sai của mình nếu có lỗi hãy thẳng thắn thừa nhận để mọi chuyện có thể giải quyết một cách đơn giản và nhẹ nhàng hơn bạn cũng có thể cảm thấy cô đơn khi cho rằng mình không nhận được sự thấu hiểu của người ấy tuy nhiên như vậy không có nghĩa là bạn nên tìm niềm vui ở bên ngoài hành động thỏa mãn bản thân nhất thời ấy có thể đẩy hạnh phúc gia đình đến bờ vực rạn nứt còn đối với những người độc thân có lẽ bạn vẫn chưa thể tìm được người tình lý tưởng của mình trong khoảng thời gian này liệu có phải bạn đang đặt ra những tiêu chuẩn quá cao cho nửa kia tương lai không hay căn bản là bạn vẫn chưa thực sự mở lòng với mọi người xung quanh hãy tìm hiểu cặn kẽ vấn đề thì mới có thể có cách giải quyết hợp lý Tử vi tháng 9 năm 2020 tuổi thìn âm lịch sức khỏe. May mắn là dù có nhiều rắc rối xảy ra nhưng bạn không gặp vấn đề gì lớn về sức khỏe. Đây chính là yếu tố lớn góp phần giúp bạn luôn cảm thấy phấn chấn, lạc quan trong công việc và không muốn đầu hàng trước khó khăn tuy nhiên bạn cũng không nên vì thế mà chủ quan với sức khỏe của mình bắt mình phải làm việc trong khoảng thời gian quá dài mà không chú ý đến việc nghỉ ngơi bởi nếu cơ thể mệt mỏi thì bạn cũng sẽ không thể làm việc hiệu quả được hãy sắp xếp một thời gian biểu hợp lý và chú ý rèn luyện bản thân có chế độ ăn uống hợp lý với dinh dưỡng cân đối thường xuyên bổ sung các thực phẩm có tác dụng tăng cường sức đề kháng cho cơ thể chống lại các tác nhân như thời tiết ô nhiễm môi trường dịch bệnh Cẩm nang vượng vận. 1. Nhâm thìn, thủy, nam vân hán, nữ la hầu. Khẩu quyết, công việc nhiều vướng mắc chú ý chi tiêu hợp lý, dành tiền tiết kiệm. Quý nhân, thân, mão. Tiểu nhân, sửu, tuất. Màu sắc may mắn, nâu, xám. 2. Giáp thìn, hỏa, nam thủy diệu, nữ mộc đức. Khẩu quyết, chớ nên vội vàng đầu tư, bình tĩnh chờ đợi thời cơ thích hợp. Quý nhân, tí, dậu. Tiểu nhân, Thìn, Mão, màu sắc may mắn vàng, đen. 3, Bính Thìn thổ, nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu. Khẩu quyết: Nhân duyên không tốt, dễ mâu thuẫn với mọi người xung quanh. Quý nhân, Dần, Mão, tiểu nhân, Tỵ, Ngọ, màu sắc may mắn trắng, đỏ. 4, Mậu Thìn, Mộc Nam Vân Hán, nữ La Hầu. Khẩu quyết: Không nên quá kiêu ngạo, lắng nghe ý kiến của người khác, dám thừa nhận thất bại. Quý nhân, dậu, mão. Tiểu nhân, sửu, tỵ. Màu sắc may mắn, đen, cam. Nam, canh thìn, kim, nam thủy diệu, nữ mộc đức. Khẩu quyết, dám thừa nhận lỗi sai, không nên đùn đẩy, đổ lỗi cho người khác. Quý nhân, tí, thân. Tiểu nhân, mùi, tuất. Màu sắc may mắn, vàng, xanh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.